Bất động sản Cần Duộc Long An kính chào quý cô chú, anh chị, các nhà đầu tư. Lời nói đầu tiên, Trâm gửi lời chúc tất cả thật nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh trong suốt thời gian vừa qua. Ở đây, em có một căn nhà sổ hồng riêng, đường xe hơi, nằm ngay trung tâm của thị trấn Cần Duộc. Trước màn hình quý vị đang xem, hướng này ra trung tâm thị trấn Cần Duộc, ra khu công nghiệp của Chinh Lưu nghe quý anh chị. Đường xe hơi 4 chỗ, 7 chỗ. Đường này là đường bê tông 4m nghe quý anh chị, cự ly là 200m nghe quý anh chị, từ vị trí nhà ra tới chợ khu công nghiệp Chinh Lưu là 200m nghe quý anh chị, khu dân cư hiện hữu. Đây, xung quanh đây dân cư ở full hết ngày nghe quý anh chị. Đây, trước màn hình quý vị đang xem là căn nhà em giới thiệu cho quý anh chị, nhà một chợ hai lầu, căn nhà màu xanh này nghe quý anh chị. Đây, căn nhà màu xanh này. Đó, xe hơi mình tới sát bên nhà luôn. Đây, đường này đường bê tông, đường lớn nghe quý anh chị, 4m. Đây, bây giờ mình tiến vào bên trong căn nhà nghe quý anh chị. Nhà mới nghe quý anh chị. Nhà còn mới 100%, chưa ai ở nghe quý anh chị. Đây, hôm nay em giới thiệu cho quý anh chị ha, các nhà đầu tư. Căn nhà này được xây dựng kiên cố nghe quý anh chị, sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng luôn nha. Đây, hai bên tường ốp gạch men hết toàn bộ nha, có phần trên là phần thạch cao nguyên khối. Căn nhà này là bề ngang 3m8 nha quý anh chị. Bề ngang 3m8, chiều dài là 9m3 nha quý anh chị. Đây là phòng khách nè, từ ngoài bước vào một phòng khách. Đây là cầu thang, cầu thang lên lầu 1, lầu 2 nha quý anh chị. Đây là toilet. Rồi, đây là một không gian bếp gồm có 2 tầng, tầng trên và tầng dưới nha quý anh chị. Rồi bây giờ mình tiến lên lầu 1, lầu 2 nha. Nhà của mình là gần chợ nè, trường học, Bách Hóa Xanh, siêu thị, ngân hàng luôn, gần khu công nghiệp của Chinh Lưu á quý anh chị. Cự ly là 200m nha, từ vị trí nhà ra tới khu công nghiệp 200m. Đây là lầu 1 nha quý anh chị. Lầu 1 mình thiết kế là có 2 phòng ngủ lớn, đây là phòng ngủ nè, nhà mình có ban công nha quý anh chị. Đây, ban công. Toilet. Còn đây lên lầu 2. Đây, lầu 2. Rồi, kế tiếp một phòng ngủ nữa. Lầu 1 của mình là 2 phòng ngủ và 1 toilet quý anh chị. Rồi, bây giờ mình tiến lên lầu 2. Đây, lầu 2 của mình nè, 1 toilet. Kế tiếp một phòng ngủ. Lầu 2 của mình là một phòng ngủ và một toilet thôi. Còn ngoài kia là sân thượng đó quý anh chị. Đó, nhà mình có sân thượng luôn nha. Đây, sân thượng mát mẻ luôn. Một trệt, 2 lầu, 3 phòng ngủ và 3 toilet, có sân thượng luôn nha quý anh chị. Nhà sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, gần khu công nghiệp Chinh Lưu, ngay trung tâm thị trấn Cần Duộc. Giá đăng ký bán là 1 tỷ 350 triệu quý anh chị. Nhà mới đẹp 100%. Quý anh chị nào muốn sở hữu một căn nhà sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng, xin liên hệ số điện thoại trên màn hình nghe quý anh chị. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị gần xa luôn theo dõi ủng hộ kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào, hẹn gặp lại.